Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay là ngày 15 tây tháng 4 năm 2020, thì chúng ta vừa trải qua là 2 tuần để mà cách ly xã hội, thì ngày hôm nay vẫn đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ có tiếp tục cách ly đến cuối tháng nữa hay không. Thì trước tiên Duy xin gửi đến lời chúc đến tất cả những anh chị và các bạn đã theo chân Duy trong suốt cái thời gian qua là thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, cũng như là hãy lạc quan và cùng nhau vượt qua cái trận đại dịch corona lần này. Thì các bạn đã biết đó là thông thường những cái tháng mà không có dịch đó, thì mỗi tháng bên Duy giao đến khách hàng khoảng tầm 100 chiếc xe Mercedes-Benz. Nhưng mà những cái tháng gần đây, trong đang cái mùa dịch như thế này, thì cái doanh số bán hàng hầu như nó giảm đi, còn chỉ còn có là phân nửa thôi, chỉ có 50% thôi các bạn. Thì mặc dù nói là giảm thôi chứ không phải là không có ai đi mua xe ha, vẫn có rất là nhiều những anh chị các bạn là mua xe để lấy ngay trong đợt này đó. Thì hiện tại bây giờ các bạn, bên Duy đang áp dụng giảm giá cho đến là cuối tháng này từ 5% đến 100% cho tất cả những dòng xe đang có sẵn để mà giao ngay. Chẳng hạn như những dòng xe mà mới ra như là C180 nè, C200 SUC nè, GLC200, GLC200 4MATIC nè, kể cả GLC300 đó, thì bên Duy đang áp dụng là giảm giá 5% cho những dòng xe này và đang giảm giá 10% cho chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG. Thì các bạn biết rồi, C300 AMG thì trước Tết á, để sở hữu chiếc xe này nó cũng không có dễ đâu, nó không có liền đâu các bạn. Và hầu như là cái chương trình khuyến mãi cho trước Tết nó cũng không có giảm nhiều. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy không, rất là ngạc nhiên ha, Mercedes-Benz AMG khuyến mãi đến 10% cho chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG luôn đó. Thì nếu mà các anh chị và các bạn mà có một cái lượng tiền mà thoải mái ha, cũng như là có một cái lượng tiền dự trữ và có thể là chỉ trả trước 20% thôi để mà sở hữu một chiếc xe, và cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái công ty, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái tài chính của gia đình, thì trong cái đợt này đang là cái đợt mà coi như là rất là tốt để mà sở hữu chiếc xe Mercedes-Benz đó. Thì cái việc mà sở hữu một chiếc xe Mercedes-Benz đó các bạn, nó không có đơn thuần là giống như là để đi lại nữa, bởi vì trong cái thời gian này hầu như là không có ai đi lại, mọi người đều ở nhà hết đó. Thì sở hữu một chiếc xe Mercedes-Benz nó còn là một cái để mà thỏa mãn cái niềm đam mê xe, cũng như là thực hiện được cái sở thích cho bản thân đó, mà hầu như là trước đây những anh chị và các bạn lo mãi mê kiếm tiền, cũng như là mãi mê vùi đầu vào công việc luôn, coi như là không có thời gian để xài tiền đó các bạn. Thì bây giờ giống như là đang là một cái cơ hội, cũng như là đang một cái dịp để mà chúng ta sống chậm lại và nghĩ nhiều đến bản thân, cũng như là phục vụ cho cái sở thích của mình đó. Thì nếu mà các anh chị và các bạn mà đang nằm trong cái trường hợp như vậy á, thì các bạn hãy đừng ngần ngại gọi cho Duy qua cái số điện thoại của Duy là 0914653979, thì Duy sẽ cố gắng mà làm cho anh chị một cái giá đặc biệt nhất để mà anh chị có thể sở hữu một chiếc xe Mercedes-Benz đang trong cái thời điểm này. Thì với một cái clip này lần này á, thì Duy chủ yếu là để mà share cho các anh chị về những cái thông tin, những cái chương trình khuyến mãi của Mercedes-Benz trong tháng này thôi. Thì thực sự các bạn, cái chương trình khuyến mãi nó không phải là lúc nào nó cũng có đâu, lúc nào nó cũng giảm thoải mái đâu các bạn đó. Thì vì một tháng á, bên Duy nó chỉ cho ngân sách là giảm giá là trong cái ngân sách là bao nhiêu đó thôi. Nếu mà cái ngân sách đó hết thì những cái dòng xe, những cái chiếc xe mà khách hàng mua sau á, thì nó lại được hỗ trợ với cái giá ít hơn đó. Thì nếu mà các anh chị và các bạn mà đang muốn mà đang quan tâm đến một chiếc xe Mercedes-Benz á, thì các bạn hãy nhanh tay lên đi đó, càng sớm càng tốt, hãy gọi ngay cho Duy. Cái clip này thì chủ yếu là như vậy thôi. Bây giờ Duy xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào, những cái dòng xe Mercedes nào, hoặc là các anh chị muốn chương trình giảm giá như thế nào, hoặc là như thế nào đó, thì các anh chị hãy gọi cho Duy ngay nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì bấm like và share giúp mình, và đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất, cũng như là những cái chương trình khuyến mãi mới nhất của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.